Chào các em. Ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài thực hành 7, trình bày thông tin bằng hình ảnh. Vì yêu cầu cơ bản bài thực hành này á, thì chúng ta sẽ chèn được hình ảnh vào trang chiếu, sắp xếp lại các trang chiếu và trình chiếu bài trình chiếu. Về phần nội dung, thì bài này chúng ta có 3 bài. Bài 1 thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. Bài 2 thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu. Bài 3 trình chiếu bài trình chiếu để kiểm tra. Các em sẽ chuẩn bị sách giáo khoa cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ lật sách giáo khoa ra trang số 96. Bắt đầu bài thứ nhất. Chúng ta có phần yêu cầu một nhỏ. Là chúng ta sẽ mở bài trình chiếu có tên là Hà Nội được lưu trong bài thực hành 6. Tuy nhiên những bạn nào mà chúng ta đây không còn cái bài này trên máy á, thì chúng ta có thể tạo một cái bài trình chiếu mới. Đồng thời chúng ta có thể thay đổi cái địa danh Hà Nội bằng một cái địa danh chúng ta yêu thích như là Đà Lạt chẳng hạn. Nhưng chúng ta phải đảm bảo được cái bố cục của bài thực hành cũng như là đảm bảo được các cái trang chiếu trong bài trình chiếu. Rồi trong cái phần bài 1.1 này á, thì sẽ hướng dẫn chúng ta cách để mà chèn cái hình ảnh theo hai cách là chèn ảnh làm nền cho trang chiếu và chèn ảnh trên nền trang chiếu. Thầy sẽ làm thử ngay trên cái slide bài giảng của thầy. Đây, bài 1.1. Thì đầu tiên là chèn ảnh làm nền trang chiếu thì chúng ta sẽ lít chuột phải vào và chọn format background. Chúng ta vào cái mục là picture. Vào file và chọn hình ảnh. Ok. Ở đây thì chọn luôn cái ảnh để làm nền. Thường em thấy là khi chúng ta chọn ảnh làm nền á thì nó sẽ gần giống trong cái bài trình chiếu. Hoặc là một nền hoặc là những cái nền này nó tương đồng với nhau một chút ha. Rồi cái cách thứ hai chính là chèn ảnh trên nền trang chiếu thì chúng ta vào insert, vào picture, chọn ảnh bắt cây và chấm insert. Khi này tấm ảnh này nó nằm phía trên của nền. Tuy nhiên chúng ta có yêu cầu nữa là chuyển hình ảnh này xuống dưới khung văn bản. Em thấy là khi hình ảnh được chèn vào sau nó sẽ che, nó nằm ở lớp trên. Thì phần này chuyển qua là chúng ta đây thay đổi lớp hình ảnh thôi. Thì chúng ta vào Home, vào Array và chọn Send Smart Forward. Chúng ta chọn thêm một lần nữa. Khi này nó sẽ nằm ở dưới cái văn bản. À, rất nhiều bạn hay dùng cái cách này làm nền là chúng ta sẽ kéo cái tấm ảnh đó bằng vừa khích lại cái khung của trang chiếu. Như thế này. Rồi tuy nhiên ở trong bài này chỉ hướng dẫn em thôi. Thầy sẽ không có làm nền như vậy. Thầy đưa về một bên ha. Rồi các em thấy có một cái nhà trời xe buýt ở đây và có cái bảng trắng ở đây. Thầy sẽ hướng dẫn em cách để chúng ta đây chèn hình ảnh vào bằng trực tiếp ở trên web. Ví dụ như thầy lên trên Google, thầy tải một cái bức hình. Thầy chọn cái poster tuyên truyền về cái khai báo y tế. À, chúng ta là copy trực tiếp một cái bức ảnh ở trên trang web. Sau đó vào trên chiếu và chọn bát. Rồi. Bức ảnh này quá lớn, chúng ta có thể là thay đổi kích thước bức ảnh bằng cách di chuyển và ở ngay góc bức ảnh này, nó kéo nhỏ lại ha. Hoặc chúng ta cũng có thể là thay đổi kích thước bằng cách là lít chuột phải vào chọn size đây.
chúng ta giảm xuống còn 3 inch thôi, bấm tab một cái. Rồi thì đưa vào đây một cái bức ảnh tuyên truyền về việc là chúng ta khai báo y tế. Thì những em nào mà chưa khai báo, chúng ta khai báo nào cũng như khai báo cho người nhà chúng ta. Rồi ở đây còn có một cái yêu cầu nữa là thay đổi vị trí kích thước, định dạng màu văn bản, tiêu đề để làm nổi bật lên. Thì thầy cũng làm luôn. Ví dụ như di chuyển vị trí đây, vị trí tiêu đề của thầy đây, thì đưa lên trên một tí xíu. Thầy sẽ đổi một cái màu cho nó tương đồng với màu ở bên cái line bên trên. Màu dưới này sẽ cho nó lợt đi một xíu. Rồi, hoặc chúng ta hãy thay đổi khoảng cách giữa các dòng. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành vượt phần bài 1.1. Chúng ta sẽ qua cái bài 1.2 là áp dụng mẫu bố trí hai cột cho trang chiếu. Thì ở phần áp dụng mẫu bố trí này chúng ta được học trong bài số 6 rồi ha. Thầy sẽ hướng dẫn lại chúng ta. Đây là bài 1.2. Thì mặc định khi mà chúng ta đây tạo một cái trang mới á và cái nhấn enter á, thì nó sẽ tạo ra một cái mẫu bố trí gồm có hai cái khung là khung tiêu đề và khung nội dung. Rồi chúng ta muốn thay đổi chúng cần vào chữ layout, ta vào home ha, vào layout và chọn một cái mẫu bố trí thích hợp là hai cột đây. Rồi trường hợp chúng ta đã đánh nội dung trước rồi á thì chúng ta cũng thay đổi mẫu bố trí được ha, bằng cách vào home chọn layout và chọn cái mẫu bố trí là hai cột. Rồi khi này chúng ta hãy thêm một cái hình ảnh vào trong đây, hình cái kệ sách chẳng hạn. Rồi em quan sát cái hình 3.39B á, thì cái hình nằm bên tay trái và văn bản nằm bên tay phải, thì chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách di chuyển thôi. Đây là cái sách rất là đẹp và thầy khuyên chúng ta là nên đọc nhiều sách ha. Rồi xóa một cái slide đi. Vậy là chúng ta đây hoàn thành được cái bài 1.1, 1.2 rồi nè. Với bài 1.3 thì chúng ta sẽ thêm các trang chiếu mới với thứ tự và nội dung như sau. À, bằng này thì dễ rồi, thầy sẽ không hướng dẫn lại ha. Đây thêm vào trang 4, trang 5 và trang 6. Sau đó phần 1.4 á, thì chúng ta áp dụng một bố trí thì cũng tương tự phần số 2. Bài 1.5 á, thì chúng ta trình chiếu để kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa nếu cần. Thì về trình chiếu thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút trình chiếu đây thôi. Khi mà thấy cái tiêu đề nè, cái hình ảnh hoặc là những cái nội dung á đã cân đối rồi thì chúng ta giữ nguyên. Còn hoặc là chúng ta sửa lại ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 2. Ở bài 2 là thêm nội dung và sắp xếp và trình chiếu. Thì tương tự phần 2.1, chúng ta cũng chỉ việc là thêm những cái trang chiếu số 7, số 8 này thôi, những cái nội dung ta cho sẵn hoặc là những nội dung. Nếu như chúng ta đây làm cái địa danh về Đà Lạt hay về Đà Nẵng á, thì chúng ta sẽ tự tìm
những cái nội dung này cho phù hợp nha. Bài 2.2 thì chúng ta sẽ thêm những cái hình ảnh vào trong cái phần bài 2.1. Ở đây chúng ta có cái phần là bài 2.3 đây, là thay đổi trật tự của các trang chiếu để có thứ tự hợp lý. Ở đây chính là chúng ta sắp xếp lại các cái trang chiếu á. Thầy sẽ nhắc lại cách chúng ta sắp xếp ha. Đây. Thầy ví dụ như thầy muốn di chuyển cái trang chiếu số 6 này lên vị trí slide thứ 2 thì có nhiều cách lắm. Cách đầu tiên có thể là lít chuột phải vào chọn kết, sau đó đưa con trỏ đến vị trí thích hợp là kế cái slide đầu tiên và hãy chọn space. Đây, cái bài 2 này nó đưa lên trên cái slide vị trí thứ 2. Hoặc chúng ta cũng có thể là thao tác kéo hả bằng cách là kéo cái slide thứ 2 xuống cuối cùng. Rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta có nhiều slide này, ít slide chúng ta dễ quản lý ha. Có nhiều slide thì khi đó việc di chuyển, việc theo dõi các slide rất là khó. Thì chúng ta có thể chuyển sang cái chế độ là slide sorter để có thể là dễ theo dõi cũng như là sắp xếp các slide hơn. Đây, em click vào đây. Đây, chế độ này chúng ta sẽ xem được rất là nhiều slide trên cái màn hình và có thể dễ dàng là sắp xếp di chuyển các slide này bằng cách là kéo hả ha, hay là cut rồi paste cũng được. Tuy nhiên ở chế độ này chúng ta không thể chỉnh sửa nội dung bên trong mà phải quay về cái chế độ normal ban đầu. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành được phần 2.3. Ở cái nội dung bài 2.4 á, thì chúng ta cũng chỉ việc thêm các cái trang chiếu vào thôi và lưu kết quả. À, ở đây có cái phần lưu kết quả thì để lưu bài chúng ta sẽ chọn là file và save. À, ở lần lưu đầu tiên thì chúng ta phải chọn cái tên của cái bài trình chiếu cũng như là cái vị trí lưu, và chúng ta nhớ là chọn đúng cái vị trí lưu lần sau có thể xem lại. Chúng ta qua phần cuối cùng, bài số 3. Bài số 3 là trình chiếu và trình chiếu. Cái này thì đơn giản rồi ha. Chúng ta có cái nút slide show ở góc dưới bên phải, hoặc là chúng ta sử dụng cái giải lệnh slide show cũng được ha. Hãy thử cho em xem. Đây, cái nút slide show. Cái nút slide show lưu ý là sẽ chiếu cái trang mà đang được chọn. Hay đang chọn cái trang số 5 thì sẽ bấm slide sau, sẽ chiếu trang thứ 5. Muốn thoát khỏi cho trình chiếu, chúng ta bấm nút ESC hoặc là click phải chọn end sau. Rồi, hoặc là chúng ta có thể chọn vào cái giải lệnh slide sau trên đây và chọn vào cái chữ From Current Slide để chiếu lại được chọn, và chọn From Beginning để chiếu từ cái trang đầu tiên. Đồng thời chúng ta phải sử dụng phím F5 để chiếu từ trang đầu tiên ha. Cái hiệu ứng này nè cũng được làm từ bao bo ha. Thì hôm nào có gì thầy sẽ hướng dẫn em làm hiệu ứng này. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành được các cái nội dung bài thực hành. Thì nhân tiện đây thì sẽ có hai cái khúc thuật nhỏ muốn gửi đến các em á, về liên quan tới cái việc mà tràn ảnh á.
Thì đầu tiên các em thấy cái slide này của thầy, thầy đang thiết kế một cái bảng là công trình thanh niên. Tuy nhiên ở đây thì thầy thiếu một cái logo đoàn nằm ở đây. Thầy sẽ vào Google, thầy ghi sẽ là logo đoàn, thầy chọn hình bất kỳ. Thầy thực hiện thao tác là copy ha, bát ra, thu nhỏ tấm hình này lại. À, nó chọn luôn hình bên dưới rồi, chọn tấm này thôi. Rồi khi này em thấy nè, em để ý là khi thầy đưa vô thì cái tấm hình mà thầy cái logo đòn này nó có viền trắng bao quanh thì nó không có được đẹp cho lắm. Để phóng to em coi, đây là màu xanh có viền trắng rất là không được thẩm mỹ cho mấy. Thì thường như trường hợp này người ta sẽ tải một cái logo đòn nhưng mà dưới cái dạng là không có nền, chúng ta thêm chữ BNG vào. Rồi ảnh mà có cái đuôi BNG thì ảnh nó ảnh không có nền. Ví dụ tấm ảnh này đi, thầy chọn copy, bát ra. Đó khi này đưa vô nè thì em thấy là nó không có cái viền trắng nữa, không có nền trắng nữa, thế nhìn nó thẩm mỹ hơn ha. Rồi một cái phối hợp thứ hai, ví dụ như thầy đây có một cái poster thế này và chỗ này đang khoảng trống, thầy muốn thêm một cái hình ảnh bông sen. Và khi thầy đây tìm bông, ảnh bông sen về á thì em thấy nó cũng có cái nền trắng rất là xấu, mà khi thầy tìm cái file mà BNG á nó không có giống như này, nó chỉ có những cái hình tương tự thôi. Nhưng thầy muốn là chính xác cái hình thầy tìm được ban đầu, thầy sẽ làm cái việc là xóa đi cái nền này vẫn được ha, bằng cách chúng ta đây chọn hình ảnh này vào format, chúng ta chọn vào cái nút là remove background. Rồi em để ý cái phần màu tím sẽ là cái phần bị xóa nền đi. Hãy phóng to một tí, em thấy những cái màu trắng ở đây còn không? Chúng ta có thể là vào cái dấu trừ nè, chúng ta đây xóa bớt, xóa thêm. Rồi tương đối với ha. Rồi sau khi chúng ta xóa xong á, chúng ta bấm vào nút tích màu xanh. Khi này ảnh của chúng ta đã được xóa nền rồi, chúng ta đưa vào, nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi tương tự thì thầy sẽ đây, cái hình này sẽ khó hơn tí xíu đây. Thầy chỉ muốn lấy một cái anh màu đen trong đây thôi. Chúng ta cũng làm cái thực hiện cách xóa cái nền đi bằng cách chọn hình ảnh vào format, vào remove background. Khi đó chúng ta đây sẽ vào cái dấu trừ thì chúng ta đi xóa hết toàn bộ những phần còn lại. Bây giờ cái hình đang bị xóa luôn rồi ha, chúng ta vào dấu cộng, chúng ta kéo hình ra. Rồi chúng ta vào nút tích màu xanh. Khi này chúng ta đã được một cái ảnh này, đã xóa nền đi. Rồi trong bài này á, sau khi chúng ta xem clip xong á, chúng ta sẽ trả lời một cái câu hỏi xuống dưới form á,
là chúng ta thắc mắc gì thêm á, hay là muốn tìm hiểu gì thêm về cái phần có liên quan tới trang hình ảnh, có thể nhập cái nội dung đó vào trong form ha. Cũng như chúng ta sẽ đây làm bài và gửi mail cho thầy cũng như là gửi cho cô Hải. À, cũng lưu ý là những bạn mà chúng ta đây không có máy tính thì cũng không sao ha. Chúng ta sẽ làm bài khi mà đi học lại tại phòng máy ha. Và cuối cùng là cảm ơn em đã theo dõi và hẹn gặp lại. Xin chào.